Vậy bà ấy vì bảo vệ tâm huyết của mình mà giết người, đó cũng là dễ hiểu thôi mà. Lời mũi đó không phải là vô lý, nhưng mà phá án cần phải nói đến chứng cứ. Thì dù bà ấy có đầy đủ nguyên do cũng không thể nhận định bà ấy là hung thủ. Nhưng cũng không có chứng cứ có thể nói bà ấy không phải là hung thủ giết người. Giả lại mùi cảm thấy phán đoán của mùi là đúng. Được rồi, đêm đã khuya rồi, mùi về phòng nghỉ trước đi. Không phải nói canh hai mới đổi ca sao? Tối nay gió lớn, chỗ này có ta rồi, về trước đi. Vậy huynh cẩn thận nha. Đuổi theo. Ngươi là ai? Không liên quan đến ngươi. Ta chỉ đến nói cho ngươi biết, thì dù hôm nay ta không giết được Du Văn Chính thì người khác cũng giết. Biết điều thì kêu Âu Dương Xuân ra mặt đi, đừng trốn tránh nữa. Đừng chạy, đừng đuổi theo, trở về xem Du Văn Chính sao rồi. Ông chủ Du, ông chủ Du, ông chủ Du. Hai vị có chuyện gì sao? Hai người nói có người muốn giết tôi sao? Theo lời tên áo đen đó nói, hắn muốn sát hại những người lúc đầu từng giúp đỡ Âu Dương Xuân, ép hắn hiện thân. Trần Minh và Triệu Quân chính là bị mất mạng như vậy. Không ngờ tôi mang danh ẩn tính nhiều năm như vậy vẫn không thoát được những ân oán trên giang hồ. Xem ra tôi và Ngọc Lan chỉ có thể tạm thời rời khỏi Kinh Châu này. Nếu muốn triệt để giải quyết chuyện này, chỉ có thể mau chóng tìm ra tung tích của Bắc Hiệp mới làm thượng sách. Triển đại ca, muốn điều tra được gì sao? Ta từng hỏi người làm của Du gia và người nhà ở gần đó, họ đều nói không thấy nhân vật nào khả nghi xuất hiện. Con Mũi, Mũi có đến phường Nhượng thăm dò vẫn không có manh mối gì hết. Đêm qua ta và tên áo đen đó giao thủ, phát hiện võ công của hắn mặc dù không tệ, nhưng không thể giết loại người như Trần Minh, Triệu Quân một cách dễ dàng. Giả lại cái hắn dùng cũng không phải tuyết ẩm đao pháp. Mũi làm sao biết hắn dùng không phải là tuyết ẩm đao pháp? Cái này, sau khi bọn người của Trần Minh bị giết, Mũi đã hỏi một số cao thủ, cộng thêm tối qua khi giao thủ với người áo đen đó, Mũi cảm thấy hắn giống dĩ không biết mi tâm nhất đao. Bây giờ có thể xác định chỉ có Đặng Gia Phúc là không phải chết do tuyết ẩm đao pháp. Còn người áo đen này cũng không phải sát thủ liên quan, hắn có mưu đồ giá họa vụ án này cho người khác, đánh lạc hướng chú ý của chúng ta. Vậy Du phu nhân? Bà ấy khẳng định không phải người áo đen. Người áo đen này rốt cuộc là ai chứ? Mục đích cái gì? Mùi sao vậy? Không sao, Mùi nghỉ ngơi một lát sẽ khỏe thôi. Ta về thôi, bên ngoài có gió lớn. Được. Bộ khoái, tôi quan lắm, tôi không có giết người thật mà. Có bị quan hay không á, trở về nhà một sẽ biết ngay. Dẫn đi. Có chuyện gì vậy? Chuyện đại nhân, lúc nãy chúng tôi phát hiện thi thể của Tiền Thông, ông chủ tiền càng lớn nhất trong thành. Nguyên nhân chết giống y như Đặng Phúc già, đều là phi tập nhất đạo.
nghe bác tánh người này nói lần cuối cùng gặp được Tiền Thông là ở trong một quán rượu. Lúc đó tôi tìm ông ấy bàn chuyện mua bán. Sau giờ ngọ thì tôi đã rời khỏi quán rượu. Sau đó cũng không gặp ông ấy nữa. Hơn nữa tôi với ông ấy không thuộc công quán, tại sao tôi phải giết ông ấy chứ? Chúng tôi từng hỏi nhiều tiểu nhị ở quán rượu và những người liên quan á, được biết Phường Nhược nợ tiền của Tiền Thông. Tiền Thông vì vậy uy hiếp, thường xuyên mượn cớ thân mật với bà, cho nên cầm miệng. Không lẽ quan phủ các người đoán án chính là nhờ vào không chứng phán đoán cầm máu phun người sao? Chú Đỗ Gia, chúng tôi chỉ ra hỏi theo lễ thôi. Đúng rồi, vậy tức là nói không có chứng cứ cụ thể. Ngọc Lan đã nói rồi, cô ấy không có liên quan đến cái chết của Tiền Thông. Các người không có chứng cứ gì cả, đi về đi. Được rồi, các người trở về trước đi. Tiếng đại nhân, cáo từ. Kỳ lạ, Tiền Thông này tại sao lại chết trước mi tâm nhất đao chứ? Cái chết của ông ấy với cái chết của Đặng Gia Phúc có phải giống nhau không? Vậy hung thủ này là ai chứ? Bây giờ luôn cả quan phủ cũng nghi ngờ Du phu nhân. Rốt cuộc Du phu nhân có phải là hung thủ sát hại Tiền Thông hay không? Nếu bà ấy là hung thủ, vậy người áo đen lúc trước là ai đây? Vào đi. Minh Nguyệt, tiệm nó có chuyện sao? Quý tỷ nó huynh không khỏe, cho nên tôi cố ý đến thăm huynh đó. À, không có gì, nhưng mà tối hôm qua uống say quá nên quên đắp chăn, sáng sớm chỉ ho 2 tiếng mà thôi. Không sao đâu, ngủ một chút sức khỏe lại thôi. Trời ơi, quý tỷ cũng thật là một chút chuyện nhỏ cũng đại kinh tiểu quái rồi. Tỷ ấy cũng chỉ quan tâm huynh thôi, đừng nói nhiều như vậy, ăn mau cho nóng đi. À. Cháo thập cẩm hả? Thế nào, không thích ăn sao? À, không phải,
Nhớ lại lúc trước khi tôi bị bệnh á, người trong nhà cũng nấu cho thập cẩm cho tôi ăn. Vậy à? À, cảm ơn. Không cần khách sáo, mau ăn đi. À, được được. Chà, đẹp quá. À, vậy sao? Cũng gần giống như cây trăm của tôi, quên xem. À, nè. Xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Hư rồi. Làm sao đây? Tôi đi mua lại cây khác cho cô nha. Không cần đâu, cũng không phải đồ quý giá gì. Mình mau ăn đi. Thật là ngại quá. Ăn đi, một lát còn phải uống thuốc nữa. Mau ăn đi. Minh Nguyệt. Quế tỷ. Trùng hợp gì? Trời ơi, ta cố ý tìm muội đó. Tìm muội? Vậy thúc có nói thúc ấy làm hơi cây trăm của muội, kêu ta đi mua đền lại cho muội đó. Không cần đâu, tự muội làm hư không cẩn thận thôi. Không được, thúc ấy nói rồi, nhất định phải mua cho muội. Phía trước có một cái tiệm trang sức, ta cùng muội đến đó nha. Không đi cần thôi đâu. Nhất định phải mua. Thúc ấy đã nói rồi, nhất định phải mua cho muội, chỉ ở phía trước thôi mà. Có chịu trả tiền không? Bà nương, ngươi là đàn bà thúi, nếu không trả tiền cho ta đừng có trách ta không khách sáo đó. Đại gia, tôi thật sự không có tiền, gia hạn cho tôi thêm vài ngày nữa có được không? Tôi cầu xin ngài đó. Ăn hiếp một người phụ nữ coi như là hảo hán gì chứ? Đúng rồi đó. Bà đừng túi nhường người, rốt cuộc có chịu trả tiền không hả? Người Tây, ta làm sao đây? Người Tây, các người làm gì vậy? Bà đừng túi này thiếu tiền ta, thiếu nợ thì trả tiền là chuyện đương nhiên thôi. Ta mặc kệ cô có thiếu tiền hay không.